Ban biên tập xin được lời chào và cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, chính xác nhất và hấp dẫn nhất trên kênh bản tin 24 giờ của chúng tôi. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay, sự bưng bít về số người bị chết cùng với sự kiểm soát gắt gao phong tỏa tại hiện trường đường hầm Trịnh Châu của chính quyền Trung Quốc càng làm dư luận dấy lên nghi ngờ. Hẳn đây là một vụ kinh thiên động địa, đặc biệt khi nhiều xe ô tô bị nhấn chìm sâu trong bùn dưới dòng nước lũ được kéo lên mà hoàn toàn vắng bóng chủ nhân. Vậy liệu chủ nhân của những chiếc xe này đang ở đâu? Đặc biệt hơn khi có một thông tin, một tình nguyện viên cứu trợ thiên tai ở Hà Nam ngủ quên và suýt bị đưa đi hoạt táng, càng đặt ra nghi ngờ về những bí ẩn trong thảm họa này. Nếu chỉ có 65 người thiệt mạng trong vụ hầm Trịnh Châu như chính quyền Trung Quốc mới đây công bố, vậy các video trên mạng cho thấy điều gì? Có rất nhiều ô tô bị chìm trong các đường hầm và được kéo lên chưa có người đến xác nhận. Có rất nhiều người đứng trong toa tàu điện ngầm với mực nước dâng cao đến ngực. Có rất nhiều hoa bên ngoài lối vào của đường hầm kinh Quảng và tuyến tàu điện ngầm số 5 để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số. Có rất nhiều binh lính và xe tải quân sự để phong tỏa hiện trường và trấn áp những người đang cố gắng tuyệt vọng tìm kiếm người thân của họ. Có rất nhiều xe buýt dài mà cửa sổ bị che kín bằng vải đen di chuyển từ ga tàu điện ngầm đưa ra. Vậy các chủ xe ô tô trong hầm kinh Quảng đang ở đâu? Vào tối thứ Ba, đường hầm kinh Quảng nhanh chóng bị ngập trong nước lũ và thảm kịch bên trong đường hầm bắt đầu xảy ra. Hôm thứ Năm vừa qua, một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy những chiếc xe vô chủ được kéo ra khỏi đường hầm và đặt ở một bãi đất trống khuất tầm nhìn. Tất cả những chiếc xe này đều phủ đầy bùn, nhiều cửa sổ xe cho thấy có dán mảnh giấy trắng và một số cốp xe đã bị mở tung ra. Cả một khu vực bãi đậu xe rộng lớn trông vô cùng u ám và thê thảm. Đối lập với số người thiệt mạng ít ỏi trong các báo cáo chính thức của chính quyền Trung Quốc, cư dân mạng đã đặt ra câu hỏi, vậy chủ nhân của hàng trăm chiếc xe ô tô này đang ở đâu? Và đây có thể là lý do mà chính quyền Trịnh Châu ban hành lệnh chính thức cấm chụp ảnh trên không. Theo phân tích của cư dân mạng, chỉ cần có flycam thì có thể dễ dàng quan sát được có bao nhiêu chiếc ô tô bị ngập trong đường hầm. Chính quyền Trung Quốc đang vô cùng lo sợ trước sự thật bị phanh phui về trận mưa bão lịch sử ở Trịnh Châu và đợt sản lũ, nên kiểm soát ngày càng nghiêm ngặt. Ngoài việc phóng viên bị bắt giữ khi tiếp cận hiện trường tuyến tàu điện ngầm số 5 tại ga Sa Khẩu Lộ, thì hôm thứ Tư, một sinh viên Đại học Tây An đã bị các nhân viên mặc thường phục đánh sập vì sử dụng máy bay không người lái chụp ảnh tại đây. Cao Du, một nhân viên truyền thông cấp cao ở Bắc Kinh tiết lộ rằng việc chụp ảnh trên không đã bị cấm hoàn toàn ở Trịnh Châu. Đường hầm kinh Quảng là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi những trận mưa lũ xối xả ở Trịnh Châu, khiến hàng trăm phương tiện bị nhấn chìm chỉ trong vòng ít phút. Cho đến nay, các quan chức Trịnh Châu chỉ thừa nhận có 6 người đã thiệt mạng trong đường hầm tử thần này. Hầu hết cư dân mạng đều đặt ra nghi vấn, nhiều xe trong đường hầm kinh Quảng đang đậu ở đây, những người đó đã đi đâu? Đảng Cộng sản Trung Quốc biết điều đó. Chết bao nhiêu người không phải là vấn đề, miễn là không ảnh hưởng đến thể diện của đảng. Con số chính xác có thể là một ẩn số. Một số cư dân mạng chế giễu, những chiếc xe không có người nhận kéo ra khỏi hiện trường đường hầm kinh Quảng. Hàng trăm chiếc xe đều vô chủ, ngay cả xe không có người lái thì xe cũng có đăng ký chứ. Có phải ảnh đăng ký của chiếc chủ xe đó chứ? Phải nhận dạng mới biết được. Nếu nói không tìm được chủ xe thì là chuyện đùa. Đường hầm cần phải được quân đội dọn sạch. Chắc chắn là một tai nạn lớn. Tại hiện trường có những bí mật lớn cần phải được giữ kín và sự thật sẽ luôn là một bí ẩn bên trong đường hầm này. Chúng tôi biết chính quyền đang nói dối. Họ cũng biết. Họ đang nói dối. Họ biết chúng ta biết họ đang nói dối. Chúng tôi cũng biết. Họ biết cho chúng tôi biết họ đang nói dối, nhưng họ không đang cố tình nói dối. Hôm thứ Hai, tờ tin tức Semian của Trung Quốc đưa tin rằng tính đến 12 giờ ngày thứ Hai, tổng cộng có 6 thi thể được tìm thấy trong đường hầm kinh Quảng, trong đó có 5 đàn ông và một phụ nữ. Tuy nhiên, từ ngày hôm thứ Năm, sau khi máy bơm rút nước, hơn chục thi thể đã được tìm thấy trong một chiếc ô tô bị nhấn chìm trong nước. Một tài xế xe đầu kéo tham gia cứu hộ tiết lộ rằng có hơn 6.300 thi thể được tìm thấy ở đường hầm kinh Quảng, mà đó chưa phải là con số cuối cùng. Vì sao Trịnh Châu lại huy động thêm nhiều lò hỏa thiêu ở nơi khác? Không chỉ đường hầm kinh Quảng u ám và thê thảm, mà chính hệ thống tàu điện ngầm Trịnh Châu mới là nơi hứng chịu thảm họa tử vong nặng nề nhất. Tuyến tàu điện ngầm số 5 chính thức được khai trương vào năm 2019 với tổng chiều dài 40,7 km và 32 nhà ga đều đặt ngầm dưới lòng đất. Theo thông tin hé lộ, có 91 toa tàu điện ngầm bị chìm dưới nước vào tối thứ Ba, và những người sống sót trong một cuộc phỏng vấn công khai cho biết có rất ít người thoát được đến nơi an toàn. Theo sức chứa tiêu chuẩn của toa tàu điện ngầm loại A thì mỗi tàu điện ngầm số 5 có sức chứa 310 người. Như vậy có thể làm phép tính thận trọng, chỉ cần mỗi toa tàu chứa một nửa lượng khách vào giờ cao điểm 5 giờ chiều thì sẽ có 14.105 người. Các quan chức Trịnh Châu tuyên bố rằng công tác cứu hộ đã sơ tán được gần 500 người khỏi tàu điện ngầm. Vậy tính sơ sơ, 13.605 nạn nhân này đang ở đâu? Ngay cả cư dân mạng cũng đặt câu hỏi nghi vấn về nghĩa địa xe vô chủ. Đây được gọi là thảm họa diệt chủng. Thật tàn bạo, còn chủ xe thì đã vào lò hỏa thiêu. Vậy có bao nhiêu người trên 91 toa tàu ấy? Theo Gnew, một người đàn ông có anh trai vốn là một người trong quân đội kiểm duyệt Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ kiếm được 50 xu cho mỗi bài đăng để bôi nhọ, trấn áp cộng đồng mạng. Viết về những người thiệt mạng trong vụ hầm Trịnh Châu cho biết, lò hỏa táng ở Nhị Thất chứa đầy xác chết, được phủ bằng vải đen. Hàng chục nghìn thân nhân đã đến đó để nhận dạng người thân của họ, nhưng bị cảnh sát và binh lính BLA cưỡng chế xua đuổi. Bạn có biết chuyện gì không? Tiếng khóc ở đó ai oán không chịu nổi. Trong khi đó có tin rằng các nhà chức trách tại Trịnh Châu đã yêu cầu các lò hỏa táng ở thành phố Lạc Dương, Tân Hương của tỉnh Hà Nam giúp đỡ. Một tin chấn động nữa là một tình nguyện viên ở thành phố Tân Hương trong khi cứu trợ thảm họa mệt quá đã ngủ quên trong túi ngủ và bị các tình nguyện viên khác lầm tưởng túi bọc xác chết nên cho lên xe tang để đưa đến lò hỏa táng. Tin tức này đã gây xôn xao cộng đồng mạng tại Trung Quốc và khiến nhiều cư dân mạng bàng hoàng để lại bình luận như sau. Điều này chứng tỏ số lượng nạn nhân là rất lớn, đến mức không cần phải kiểm tra còn sống hay chết mà đem đi hỏa thiêu luôn. Hôm thứ Tư, một tài khoản trên Twitter đã đăng một bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa một nhóm tình nguyện viên ở Hà Nam. Nội dung cuộc trò chuyện cho thấy một tình nguyện viên đã ngủ quên trong túi ngủ vì quá mệt. Sau khi làm việc liên tục xuyên đêm, không ngờ những tình nguyện viên khác tưởng túi ngủ chứa xác chết nên đã khiêng lên xe tang. Chiếc xe tang đã rung chuyển mạnh khi đi qua gờ giảm tốc khiến tình nguyện viên này bừng tỉnh và sau đó phát hiện ra có một túi đựng xác chết của một người phụ nữ. Tình nguyện viên này giận dữ viết: "Bọn tôi tình nguyện đi làm, chả nghĩa khi nhấc túi ngủ lên mà không kiểm tra xem người ta đang thở à, suýt nữa bị đưa vào lò thiêu. Giờ tôi không dám ngủ vì sợ họ khiêng đi mất." Tin tức trên đã làm dấy lên những cuộc thảo luận của cư dân mạng như sau: quản lý hỗn loạn, cứu hộ hỗn loạn, gây sốc, ít nhất phải kiểm tra xem có còn dấu hiệu của sự sống hay không trước khi chuyển tới nhà xác. Một số cư dân mạng đặt ra câu hỏi, phải chăng các nạn nhân đã bị hỏa táng trực tiếp mà không có người nhà? Các cư dân mạng khác trả lời rằng thủ tục xử lý hài cốt trong vùng thảm họa không rõ ràng. Nhiều cư dân mạng cho biết có thể thấy nhiều xác chết đã tập hợp lại. Điều này chứng tỏ số lượng người chết là rất lớn và không cần kiểm tra họ còn sống hay đã chết. Theo các nguồn tin truyền thông chính thức, đã có hơn 15 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 160 quận và thành phố ở tỉnh Hà Nam. Tổng số người chết đã tăng lên 83 người. Tuy nhiên, hầu hết người dân Trung Quốc hoài nghi dữ liệu chính thức này của chính phủ. Trong đó, đường hầm Kinh Quảng và tuyến tàu điện ngầm số 5 tiếp tục rò rỉ được nhiều thông tin chấn động. Thảm họa là do Đảng Cộng sản Trung Quốc xả lũ không báo cho người dân. Việc mưa lớn và lũ lụt trong ngày thứ Ba ập đến đã nhanh chóng nhấn chìm tất cả phương tiện xe cộ trong đường hầm Kinh Quảng cũng như hệ thống tàu điện ngầm tại Trịnh Châu, đã làm dấy lên nghi ngờ rằng thảm họa này là do nhân tạo. Theo Gnew, việc chính quyền Hà Nam xả nước từ các hồ chứa và các hành vi sơ suất trong cứu trợ thiên tai không còn là vấn đề nhân đạo nữa mà là một vụ thảm sát. Nhiều cư dân mạng cũng nghi ngờ về việc chính quyền xả lũ mà không thông báo trước cho người dân để biết sơ tán, bởi những chiếc xe vô chủ được kéo ra từ đường hầm cho thấy nhuốm màu đầy bùn vàng. Các cư dân mạng đã đặt ra câu hỏi như sau: cả gia đình trên ô tô bị chết hết rồi, ai sẽ đòi công lý đây? Trên xe nhiều bùn đất như vậy chỉ có thể là do xả lũ, chứ chỉ là trời mưa thì làm sao có nhiều bùn như vậy được. Bất chấp mọi sự nghi ngờ của dân chúng cũng như báo chí nước ngoài, chính quyền Trung Quốc nhanh chóng vào cuộc khi cho rằng các con đập không liên quan trực tiếp đến việc lũ lụt ở Hà Nam và đổ lỗi thảm họa là do khí hậu khắc nghiệt gây ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video hoặc viết thư về ban biên tập chúng tôi để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Một lần nữa, thay mặt cho ekip làm chương trình, Thùy Vân xin được cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của quý khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.